Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái đề tích phân để kiểm tra mục tiết chương 3 các bạn ha. Tích phân. Đề này được trích từ đề thi kiểm tra mục tiết chứ, kiểm tra mục tiết của trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu Nghệ An. Mới kiểm tra cách đây mấy ngày các bạn ha. Để một lần nữa chúng ta cũng có lại kiến thức tích phân, bài toán nguyên hàm và tích phân của chúng ta. Trước khi chúng ta đi qua chuỗi các video về các bài toán vận dụng và vận dụng cao, hôm nay là ngày thứ năm rồi các bạn, ngày thứ năm của chuỗi 6 ngày chữa mắc gốc môn tích phân. Ok, xin chào tất cả các bạn đang xem. Nếu các bạn cảm thấy những cái video bài giảng của anh nó hữu ích và hay, các bạn cảm thấy hiểu khi mà học cùng anh, thì các bạn vui lòng chia sẻ cái video này vào trong các group mà các bạn tham gia, cũng như là tát bạn bè vào xem. Trong quá trình anh giải đề thì các bạn cố gắng comment tương tác ở bên dưới giùm anh ha, để chúng ta có một cái buổi học hiệu quả hơn, có tính tương tác. Bạn comment liên tục bên dưới giùm anh đi. Đề thì trước mỗi buổi livestream thì anh luôn post đề trước đó 1 đến 2 ngày, để cho tất cả các bạn có thể có điều kiện các bạn tải về các bạn làm trước, sau đó các bạn lên các bạn xem video giải đề thì chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn. Xin chào. Mọi người đã kiểm tra mục tiết chương này chưa? Có bạn nào đã kiểm tra rồi hoặc bạn nào chưa kiểm tra? Anh nhắc lại link tài liệu anh để bên dưới ha. Và tất nhiên là trước 1-2 buổi trước khi livestream thì anh có up tài liệu này rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào giải cái đề này nha các bạn. Rồi, đây là đề thi của trường Trung học Quỳnh Lưu Nghệ An. Bây giờ anh sẽ giải câu đầu tiên các bạn. Câu đầu tiên là một cái câu tích phân cơ bản ha. Tích phân từ 0 tới 9 ha. Cho tích phân từ 0 tới 9 các bạn ha. Của Fx là bằng nhiêu đó. Rồi, tích phân từ 0 tới 9 của Gx là bằng nhiêu đó. Tìm cái tích phân từ 0 tới 9 của cái tổng này. Thì chúng ta áp dụng tính chất của tích phân, chúng ta có thể tách cái này ra được chưa? Tách cái này ra thì tính thằng này anh tách ra như sau, nó có phải bằng 2 lần tích phân từ 0 tới 9 của bao nhiêu, của fx đúng không các bạn? Hằng số chúng ta đưa ra ngoài ha, đây là bài rất căn bản, cộng 3 lần tích phân từ 0 tới 9 của gx ds à. Và chúng ta có gì đây, đề bài cho chúng ta tích phân từ 0 tới 9 là bằng 16 này các bạn. Vậy ở đây sẽ là 3 nhân với 16. Còn tích phân từ 0 đến 9 của fx là bằng bao nhiêu? Bằng 37. Vậy đây là 2 nhân với 37. Vậy anh có 2 nhân 37 cộng cho 3 nhân 16, đáp số của anh là 122. Đúng chưa? Câu 1 rất là dễ các bạn ha. Bao nhiêu bạn làm được câu này? Ok, chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 2. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng 2 trừ x bình và y bằng x. Đúng chưa? Vậy chúng ta thấy nó có giống cái form của chúng ta chưa? À chưa các bạn ha. Ở đây chúng ta có là dạng này là dạng đồ thị hàm số giữa y bằng fx và y bằng gx, đúng chưa? Y bằng fx và y bằng gx. Vậy chúng ta phải làm như thế nào các bạn? Bước đầu tiên chúng ta phải viết phương trình hoành độ giao điểm giữa hai cái để chúng ta tìm cái cặp nó cắt nhau tại đâu. Hai đồ thị thứ nhất nó đi như thế này. Các bạn để ý cho anh ha. Đồ thị thứ nhất của anh nó đi như thế này. Đồ thị thứ hai của anh nó đi như thế này. Hai thằng cắt nhau tại hai điểm đó anh không có biết. Nhưng mà anh chắc chắn là phải tìm được hai điểm này thì anh mới biết được cái tích phân anh chạy từ đâu đến đâu để anh tính cái diện tích. Đúng chưa? Vậy phương trình hành độ giao điểm của anh là gì? 2 trừ x bình phương sẽ bằng x. Vậy anh chuyển của anh sẽ được gì đó bạn? X bình phương cộng x ha, trừ 2 bằng 0. Ở đây các bạn bấm máy ha. Các bạn tìm nghiệm cho anh. 1 nè, trừ 2 nè. Ok, chúng ta có một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng trừ 2. Ha, chúng ta giải ra một nghiệm mà x bằng trừ 2 và x bằng 1 à. Vậy rõ ràng chúng ta biết cái miền chúng ta nó quét từ trừ 2 cho đến 1. Vậy công thức tích phân chúng ta sẽ thế vô, diện tích của chúng ta sẽ bằng gì các bạn? Ha, diện tích của anh có phải là bằng tích phân chạy từ trừ 2 cho đến 1 của trị đối. Các bạn lấy hàm nào, các bạn trừ hàm nào cũng được hết, fx trừ gx, gx trừ fx cũng được, vì các bạn đã có giá trị đó rồi.
mà trừ ra fx trừ x thì có phải là cái này đúng không các bạn? Trong lúc phương trình hình nội do điểm chúng ta đã tìm nó đâu rồi, và anh ráp vào đây là x bình cộng x trừ 2 trị đối dx. À, chúng ta bấm máy tính các bạn ha, các bạn những cái đó những bài như này các bạn bấm máy tính cho nó nhanh ha, tích phân trị đối bấm shift về đây ha, x bình cộng x trừ 2 đúng không, x bình cộng x trừ 2 rồi cặn của chúng ta chạy từ đâu các bạn, cặn chúng ta chạy từ trừ 2 cho đến 1 rồi, đáp số của anh là 9 phần 2 các bạn ha, đáp số của anh là 9 phần 2, các bạn chọn đáp án là cái câu B đúng chưa? Tiếp theo câu số 3 các bạn, câu số 3 chúng ta giải như sau, các bạn vui lòng comment đáp án bên dưới cho anh đi. Câu số 3 thật ra chúng ta đã gặp một lần trong cái ngày thứ hai rồi đúng không các bạn, ngày thứ hai chữ bắt góc tích phân. Thì câu thứ ba các bạn thấy ha, nó cho cái giả thiết là tích phân từ 0 tới 2 của fx là bằng 4. Tính cái tích phân này, thì cái tích phân này là một cái hàm fu, vậy chúng ta làm cái gì, chúng ta đặt à, ta đặt t các bạn ha, là bằng cái bên trong của hàm f là 2 tan 3x, đổi biến thì phải đổi cặn, chúng ta tính tích phân mà các bạn ha, vậy cái cặn của anh này x của anh đang chạy từ 0 tới pi chia 12 thì t của anh sẽ chạy từ đâu, t bằng 0 thế vào đây anh sẽ được bằng 0 nè, còn pi chia 12 thế vào đây tan của pi chia 12 nhân 3 là pi chia 4 các bạn ha, tan pi chia 4 bằng 1, 1 nhân 2 và chỗ này anh sẽ chạy đến 2 được chưa. Ở đây anh tiếp tục làm gì các bạn, à dt, dt của anh 2 tan u là một chữ cos bình u nhân u phải, vậy đây sẽ là cos bình của 3 u tức là 3x, sorry, cos bình của 3x nhân với u phải ở đây là nhân với 3 đúng không các bạn, và đây nhân với 3 để chúng ta quan sát ở trên này các bạn này, chúng ta thấy có gì, có sẵn đây rồi, dx chia cho cos bình của 3x nó có sẵn đây rồi, thì các bạn làm gì, các bạn chỉ cần thế là xong đúng chưa. Và anh suy ra được cái tích phân y của anh bây giờ nó sẽ là gì đây, tích phân y của anh bây giờ sẽ là chạy từ đâu các bạn, à chạy từ 0 cho tới 2 của f bây giờ là ft, tại vì mình đặt t là cái ở trong rồi, và cái dx chia cho cos bình của 3x là thằng này, vậy thằng này anh sẽ thế bằng gì, à anh thế bằng dt chia 6 các bạn, vậy nó sẽ là dt 2 nhân 3 là 6, vậy đây là 1 phần 6 nè. Mà chúng ta biết là gì, tích phân của chúng ta không bao giờ phụ thuộc vào biến số, nó chỉ phụ thuộc vào cái cặn tích phân và cái dạng hàm số bên dưới dấu tích phân. Vậy ở đây các bạn để ý ha, anh cũng có thể viết qua được tích phân này chính là tích phân chạy từ 0 tới 2 của fx dx. Hàm theo biến nào thì vi phân theo biến đó, fx dx, ft dt, fz dz, không sao cả, không ảnh hưởng gì cả các bạn ha. Mà đề cho chúng ta rồi là tích phân từ 0 tới 2 của fx dx là bằng 4. Vậy đáp số của chúng ta chỗ này sẽ là 1 phần 6 nhân cho 4. Vậy mình được kết quả là như các bạn, là 2 phần 3. Câu B các bạn ha. Được chưa các bạn? Rồi chúng ta qua câu số 4. Câu số 4 này giải sao các bạn? Ok. Cho tích phân hàm f liên tục như này, cho tích phân từ 0 tới 4 là bằng 10. À, tích phân từ 0 tới 2 của f2x dx là bằng bao nhiêu? Vậy nó giống câu số 3 đúng không các bạn? Vậy đầu tiên ta làm gì? Ta đặt t là bằng cái nằm bên trong á, t bằng 2x. Tương tự cái cặn của anh nó sẽ đổi ha. X của anh chạy từ 0 cho tới 2. Anh đang xét cái tích phân thứ hai này ha. Vậy thì t của anh sẽ chạy từ 0 cho đến 4 đúng không các bạn? Đúng chưa? Vậy anh có dt của anh là bằng gì? Bằng 2 lần dx. Vậy anh thế vào cái tích phân y cần tìm của anh sẽ là tích phân chạy từ 0 tới 4, f bây giờ sẽ là ft vì ta đặt t cái bên trong rồi. Dx anh thế bằng gì? Dx anh thế bằng dt chia 2. Đúng không? Dt chia 2. Vậy đây sẽ là 1/2. Tương tự bên đó chúng ta có fx chính là ft dt ha, fx dx chính là ft dt. Vậy tích phân từ 0 tới 4 của cái hàm fx dx người ta cho bằng 10 rồi. Vậy chúng ta thế vào đây sẽ là 1/2 nhân cho 10. Vậy đáp số của anh là 5. Câu nào các bạn? Câu D đúng không? Được chưa? Khá là dễ các bạn ha. Rồi chúng ta qua câu số 5. Câu số 5. Ta giải quyết câu số 5 các bạn ha. Ok, câu số 5 chúng ta có gì đây?
cho tích phân chạy từ 0 tới 2 của x cộng 3 nhân f phẩy x dx là bằng 50, cho là 5 nhân với giá trị của hàm số fx tại 2 trừ 3 lần giá trị của hàm số f tại 0 bằng 60. Tính tích phân từ 0 tới 2 của fx dx. Đúng không? Vậy dạng này chúng ta cũng từng gặp rồi, trong ngày thứ hai giải đề tích phân chúng ta gặp rồi. Là dạng này sao? À, chúng ta thấy cái dạng phân tích cái tích phân này nó có dạng tích của hai hai hàm số, một là hàm đa thức và hai là cái hàm này. Vậy chúng ta làm gì? Ta làm từng phần, và trong quá trình chúng ta từng phần thì nó sẽ lòi ra thằng này. Đúng không? Vậy xét cái tích phân này, anh sẽ làm gì đây? Anh đặt u là bằng bằng đa thức là x cộng 3. DV là cái còn lại liên quan tới thằng f phẩy, đó là f phẩy x dx. Tiếp theo anh làm gì các bạn? Anh giải từng phần rất là bình thường thôi. DU của anh là bằng dx. Và V của anh, nguyên hàm của f phẩy x dx chính là fx. Đúng như các bạn. Vậy thế vào anh sẽ được cái y của anh là bằng cái gì? Tích phân y của anh sẽ bằng là UV trừ VDU đúng không? UV là đây, có phải là x cộng 3 nhân cho fx, chúng ta lấy cận từ từ 0 cho đến 2. Đúng không? Trừ cho tích phân từ 0 tới 2 của VDU. V chính là fx, DU là dx. Và trên này sẽ là fx dx. Cái này có phải là cái chúng ta đang tìm không các bạn? À, chúng ta đang tính không? Đúng chưa? Mà đề bài cho nguyên cái tích phân này là bằng bao nhiêu? Bằng 50. 50. Ngoài ra chúng ta để ý khi chúng ta thế cận vào cái thằng đầu tiên, 2 thế vào đây là 2 cộng 3 là 5, 2 thế vào đây là 2. Vậy có phải là 5 lần F2 trừ cho 0 thế vào đây là bằng 3, F tại đây là F0, có phải là trừ 3 lần F0. Đúng không? Trừ cho cái tích phân của chúng ta đang đi tính là 0 đến 2 của fx dx là bằng 50. À, mà đề bài cho cái đoạn này là bằng bao nhiêu? À, đoạn bằng 60 các bạn này. Đúng không? Vậy chúng ta chuyển cái này qua bên phải thì thằng này chuyển qua 60 trừ 50 các bằng bao nhiêu các bạn? À, vậy thằng quỹ này chúng ta là bằng bằng 10. Đúng chưa? Được chưa? Cái cách làm rất là đơn giản các bạn ha. Vậy đáp án câu 5 chúng ta là câu câu C. Bây giờ chúng ta qua câu số 6 các bạn ha. Câu số 6 một cái câu về diện tích căn bản ha. Đường thẳng với các cái hình phẳng được giới hạn bởi y bằng x bình, x bằng 0, x bằng 1 và trục của x, có nghĩa là nó đúng cái form rồi. Vậy chúng ta ráp công thức vô diện tích của chúng ta, thể tích khối tròn xoay khi quay thì sẽ bằng là bi tích phân chạy từ A tới B là chạy từ 0 tới 1 của f bình phương x dx. F bình phương ở đây là x bình bình lên sẽ là x mũ 4 dx. Các bạn ha, chúng ta bấm máy tính cũng được, các bạn không cần phải cần thiết phải giải cái bài này. Rồi, tích phân ha, các bạn x mũ 4 đúng chưa? Bạn bấm vô là x mũ 4. Vô thi chúng ta phải làm cho nhanh mấy câu này nha các bạn. Rồi, chạy từ 0 cho đến 1. 0 đến 1. Anh chữa cái hàm này lại ha. Rồi, anh được kết quả của anh là 1 phần 5 các bạn ha. Và có bi phía trước nữa là đáp số của anh là câu C, bi chia 5. Được chưa? Tiếp tục ta qua câu số 7. Cũng là một cái câu tính thể tích của khối tròn xoay khi quay quanh trục của x. Tuy nhiên bây giờ cái miền giới hạn của chúng ta nó không rõ ràng. Nó chỉ cho miền giới hạn là bởi trục OX và cái thằng Y này thôi. Vậy đầu tiên chúng ta phải coi là nó chạy từ đâu tới đâu đúng không? Vậy chúng ta phải biết phương trình hình độ giao điểm của này. Căn của 1 trừ x bình phương bằng 0. Vậy rõ ràng anh giải ra được ha, một cái cặp nghiệm là x bằng trừ 1 và x bằng 1. Đúng các bạn? Thằng này nó cắt cái trục của x tại trừ 1 với 1. Các bạn hình dung cái đồ thị của chúng ta như thế này nè. Đó. Y bằng căn. Nó cắt cái trục của x như thế này các bạn. À đó. Đây là phương trình đường tròn ha, nửa đường tròn ha. Đây trừ 1 này, đây là 1 này. Vậy khi xoay cái miền giới hạn này quanh trục của x chúng ta sẽ được gì? Sẽ được một cái hình cầu. Đúng không? Và thể tích cái hình cầu đó là như thế nào? Đúng không? Nếu các bạn hiểu được như vậy á thì bạn tính rất là nhanh, còn không thì các bạn ráp công thức tích phân ha. V của chúng ta sẽ bằng bi tích phân chạy từ trừ 1 cho tới 1 của f bình phương x dx. Vậy này có bình lên nó sẽ mắc cái căn, còn lại 1 trừ x bình phương dx. Các bạn bấm máy tính các bạn ha. Tích phân của chúng ta chạy từ trừ 1 cho đến 1. Rồi, còn trong này chúng ta thế vào. Một trừ x bình đúng không các bạn? Rồi. Đáp số chúng ta là 4 phần 3 nhân cái bi phía trước nữa là 4 phần
phần 3 bi đúng không bạn? Nhân bi phía trước nữa là 4 phần 3 bi. Còn bạn nào mà hiểu á thì về hình học chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Đây là cái nửa đường tròn, khi các bạn quay quanh trục x ra cái hình cầu. Mà hình cầu thì thể chúng ta là 4 phần 3 bi r mũ 3 đúng không các bạn? Vậy thì 4 phần 3 bi r, r ở đây cái bán kính có phải là bằng 1 không? Vậy 4 phần 3 bi r mũ 3 chính là 4 phần 3 bi. Thấy chưa? Rồi, tôi qua câu tiếp theo. Tìm một cái họ nguyên hàm của thằng này. Thì nó cho chúng ta dạng như thế này, chúng ta phải khai triển nó ra là gì các bạn? X bình trừ 2x cộng 1. Rồi lấy nguyên hàm lên, thằng này sẽ là x mũ 3 chia 3 trừ 2x bình chia 2, số 2 là triệt tiêu đi, đúng không? Vậy chúng ta có thể loại câu này với câu này trước nè. À đây các bạn để ý cho anh ha. Thì khi nguyên hàm lên á thì đây là trừ 2x, mà nguyên hàm này lên thì là trừ 2x bình phương chia 2 đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ mang dấu trừ. Và hệ số ở đây là âm chứ không thể dương được. Vậy đáp án của anh là câu D chứ không thể là câu A. Ok, chúng ta qua câu tiếp theo các bạn ha. Ở đây các bạn thấy câu số 9 của chúng ta là lấy nguyên hàm của 1 chia cho 1 trừ 2x. Thì chúng ta có nguyên hàm của 1 chia gì các bạn? Có dạng cơ bản của chúng ta là nguyên hàm của 1 chia cho AX cộng B đúng không? À, vậy thì lấy nguyên hàm ra chúng ta sẽ được cái gì? Là 1 phần A này log trị đối của AX cộng B. Bây giờ chúng ta nhìn như này, chúng ta coi đáp án. À, câu 1, câu A này, nó là 1 phần A, à chúng ta không thấy 1 phần A, nghĩa là không có 1 phần 2 phía trước. Vậy câu này sai, loại ngay. À, câu C các bạn, câu C cũng tương tự như vậy, không có 1 phần A phía trước, A chúng ta là trừ 2 này, vậy không có 1 phần A phía trước, chỗ này sai luôn. Câu D chúng ta có 1 phần 2, nhưng mà nó không đúng, chúng ta A là bằng trừ 2, cho nên chỗ này phải là 1 phần trừ 2 mới đúng, đúng không? Vậy câu D chúng ta cũng sai luôn. Vậy chúng ta có thể chọn ngay đáp án là câu B. Nhiều bạn thì không hình dung được câu B tại sao nó đúng. Tại vì nè, các bạn để ý cho anh ha. Nó viết như vậy á, là nó lừa các bạn tí xíu thôi. Log trị đối của 1 chia cho 1 trừ 2x thì có phải chúng ta tách ra ngoài nó sẽ là log của 1 trừ cho log của trị đối 1 trừ 2x không? À, mà log 1 chúng ta bằng mấy? À, log 1 chúng ta bằng 0. Cho nên khi mà bỏ ra ngoài á thì nó sẽ là 1 phần 2 à, trừ 1 phần 2, dấu trừ này nó nhảy ra đây. À, log của 1 trừ 2x. Vậy đáp án của anh là câu B. Ok chưa? Rồi, câu 10, diện tích hình phẳng được giới hạn bởi y bằng x nhân với e mũ x, y bằng 0 và x bằng 1. Vậy rõ ràng cũng chưa trúng cái form của chúng ta, chưa biết x chạy từ đâu tới đâu, mới x bằng 1 thôi. Trình hình độ giao điểm các bạn. X nhân e mũ x đúng chưa? Bằng 0. Thì phương trình này chúng ta giải rất là nhanh là x bằng bằng 0. Thì vì e mũ x chúng ta luôn dương rồi. Vậy cái cạnh chúng ta sẽ chạy từ từ 0 cho đến 1. Vậy tích phân x chúng ta sẽ bằng tích phân từ 0 cho tới 1 của cái thằng fx dx. Fx của chúng ta sẽ là x nhân e mũ x dx. À, và chúng ta có cái trị đối vô các bạn ha. Trị đối vô. Chúng ta bấm máy tính. 0 cho đến 1. X nhân với e mũ x. Các bạn có máy tính các bạn bấm rất là dễ dàng ha. Kết quả em ta là bằng 1 nha các bạn. Vậy đáp án của anh là câu D. Rồi, câu số 11. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai cái mặt phẳng. Đọc cho kỹ đề các bạn ha. Hai cái mặt phẳng x bằng 0, x bằng 3. Biết rằng thiết diện cắt bởi một mặt phẳng vuông góc với trục của x tại điểm có hành độ bằng x là một cái hình chữ nhật có kích thước là như vậy. Thì như trong cái bài về ngày thứ 3 về ứng dụng tích phân anh đã nói rồi, thì chúng ta phải để ý đây không phải là cái dạng mà quay cái hình phẳng xung quanh trục x để chúng ta được một cái thể tích vật thể tròn xoay, mà đây là cái bài về ý nghĩa của tích phân, ý nghĩa hình học thôi. Vậy chúng ta biết công thức của chúng ta là gì? À, khi anh tổng hợp các cái tiết diện này lại ha, tổng hợp các cái tiết diện này lại, tức là anh đi cộng dồn những cái tiết diện này lại thì anh ra thể tích của cái khối này, có nghĩa là ý nghĩa hình học thôi. Vậy công thức V của chúng ta chính là bằng tích phân các cái tiết diện chạy từ mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. Mặt phẳng của mình là x bằng 0, mặt phẳng kia là x bằng 3. Và cái diện tích tiết diện ở đây là gì? Tiết diện ở đây là một cái hình chữ nhật có cạnh là x và hai căn này. Vậy cái diện tích của nó là chiều dài nhân với chiều rộng, phải là x nhân cho hai căn của 9
trừ x bình phương dx. Và không có chuyện nhân bi nào ở đây hết, cho nên đáp số câu B chúng ta loại ngay. Đúng các bạn? Đúng chưa? Câu này là tổng hai cái cộng lại là diện tích là sai rồi nè. Câu này cũng vậy ha. Đúng chưa? Vậy đáp số của chúng ta là câu nào các bạn? Là câu C. Câu C các bạn ha. Hãy nhớ cho anh ha. Nhiều bạn rất hay chọn nhầm. Câu số 12. Cho F1 là bằng 12, F và X liên tục ha. Và chúng ta tìm cái giá trị F4, tức là tìm Fx ra bằng bao nhiêu. Thì từ cái tích phân này chúng ta sẽ biến đổi ra ha. Tích phân từ 1 cho đến 4 của F và X dx thì nó bằng gì các bạn? À, nguyên hàm của F' thì chính ra là Fx đúng không? Chúng ta lấy cận từ 1 tới 4 là bằng 17. Vậy chỗ này tương đương với F4 trừ cho mấy? Trừ cho F1 là bằng 17. Mà đề cho F1 bằng bao nhiêu? Bằng 12 rồi nè. 12. Vậy anh suy ra F4 là bằng bao nhiêu? Chuyển vế qua là 12 cộng cho 17. Vậy đáp số của anh là 29. Câu B. Câu 13 các bạn. Giả sử hàm số Fx là một cái nguyên hàm của cái hàm số F nhỏ trên K, khẳng định nào sau đây là đúng? Chỉ có duy nhất một hàng số C sao cho. À, chỉ có duy nhất là thấy sai rồi đó. Chỉ có duy nhất là thấy sai rồi đó. Tại vì có vô số cái hằng số C sao cho cộng thêm vô là nguyên hàm của hằng này. Đúng không? Hằng số các bạn là 1, là 2, là 3, là 4 thì các bạn đạo hàm nó vẫn bằng 0. Chỉ có duy nhất một hàm số Y bằng Fx là nguyên hàm của Fx trên K là sai. Đúng không? Tại vì như chúng ta vừa phân tích ở trên, hằng số có rất là nhiều, cho nên là chúng ta có nhiều dạng Fx lắm. Ví dụ như anh ra là X bình phương chia 3 chẳng hạn. Tuy nhiên anh phải cộng cái hằng số C phía sau mà. Anh cộng 1 nó cũng vậy, anh cộng 2 nó cũng vậy, cộng 3 nó cũng vậy, cũng đạo hàm ra F nhỏ. Cho nên câu này sai, cái chữ duy nhất này là sai. Với mỗi nguyên hàm EG của F trên K thì tồn tại cái hằng số C sao cho GX là bằng Fx cộng C với X thuộc K. À, câu này đúng các bạn ha. Câu này đúng ha. Đúng chưa? GX á, đạo hàm hàng này là bằng nhau nè. Đúng chưa? Câu D chúng ta thấy sai ha. Với mỗi nguyên hàm EG của F trên K thì GX bằng Fx cộng C với mọi X thuộc K và C bất kỳ. Để ý mấy cái câu trắc nghiệm này nó dễ nhầm lắm nha các bạn. Câu số 14 các bạn. Câu số 14 chúng ta làm câu số 14 ha. Rồi, câu số 14 tích phân từ trừ 1 đến 0 của trị tuyệt đối x cộng 1 chia x trừ 2 là bằng cái dạng này, khẳng định là sau đây là sai. Vậy đầu tiên các bạn phải tính cái này ra, đúng không? Và chúng ta để ý nè, có dấu trị tuyệt đối thì chúng ta phải bỏ trị tuyệt đối theo cái điều kiện của cận tích phân. Thì anh để ý cận tại từ trừ 1 đến 0, khi chạy từ trừ 1 đến 0 thì anh thế vào đây ha, anh sẽ thấy rằng cái hàm này luôn luôn âm, đúng không các bạn? Hàm này luôn luôn âm. Thế x bằng 0 vô đây thì nó âm nè, thế x bằng trừ 1 vô đây nó cũng âm nè. Hàm này luôn luôn âm. Mà chúng ta giải cái phương trình thằng này bằng 0 á, fx bằng 0 á, tức là x cộng 1 chia cho x trừ 2 bằng 0. Trên cái miền này thì chúng ta chỉ có một nghiệm là x bằng trừ 1 ha. Đúng không? Tức là nó trùng với cái cặn này rồi. Hay nói cách khác, khi x chạy từ trừ 1 cho đến 0 á, thì hàm số của chúng ta luôn luôn âm, luôn đi xuống, nó không đổi dấu. Cho nên cái trị đó để chúng ta bỏ ra được. Được chưa? Ta bỏ ra được thì anh sẽ bỏ như sau. Tích phân chạy từ trừ 1 đến 0, ở trong này nó âm đúng không? Nhưng ta nói là nó âm. Và anh bỏ ra ngoài sẽ là trừ này bao nhiêu? X cộng 1 chia cho x trừ 2 để x. Rồi chúng ta sẽ biến đổi ha. Trừ tích phân từ trừ 1 cho đến 0. Ở đây chúng ta biến đổi bằng cách thêm bớt cho nó nhanh các bạn ha. Anh sẽ biến đổi là x trừ 2 và anh đang cộng 3 nữa đúng không? Thì nó mới về là x cộng 1 chia cho x trừ 2 để x. Và chúng ta tách nó ra, dấu trừ phía trước vẫn còn ha. Trừ 1 đến 0, tách nó ra thành là 1 nè cộng 3 chia cho x trừ 2 tất cả để x. Kỹ năng này các bạn quá nhuần nhuyễn trong cái chuỗi 6 ngày chữa mất gốc tích phân của anh rồi. Dấu trừ ha. Bây giờ số 1 lấy nguyên hàm ra là x đúng không các bạn? Lấy nguyên hàm ra là x. Còn cái kia lấy nguyên hàm sẽ là 3 log trị đối của x trừ 2. Đúng chưa? Và chúng ta thay cái cặn vô là chạy từ đâu đến đâu? Trừ 1 cho đến 0. Thế cặn vào các bạn. Thế x bằng 0 vô đây sẽ bằng 0. 0 vô đây là còn lại log của trị đối âm 2 là log 2 các bạn. Đúng không? Là 3 log 2.
trừ nè, 3 log 2 nè. Thế x bằng trừ 1 qua đây là ra là trừ 1 nè. Trừ cho nè. Trong này sẽ là trừ 1. Trừ 1 qua đây là trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Vậy là cộng 3 log 3. Đúng không? Vậy bỏ ra ngoài sẽ là gì đấy? Trừ 3 log 2. Ta đưa về cái dạng là A này, log B chia C. Vậy ta gom cái log 2 với log 3 này lại nè. Trừ 3 log 2. Ha. Trừ 3 log 3. Rồi bên đây là chúng ta cộng cộng 1 nè. Bỏ ra đây là cộng 1. Tuy nhiên các bạn để ý ha. Các bạn để ý khéo nhầm chỗ này ha. Đây là chúng ta bỏ là dấu trừ, nhưng mà trừ với trừ thì chỗ này phải là dấu cộng. Còn đây bỏ vô đây là cộng, nhưng mà trừ với cộng á, thì phải là trừ 1. Đó, vậy mới đúng. Vậy ở đây đặt trừ 3 làm nhân tử chung, thì trong này còn lại log 2 trừ log 3 chính là log 2 phần 3. Đúng không? Log 2 phần 3. Sau đó sao? Trừ 1. Giống cái dạng của chúng ta chưa? A log B chia C trừ 1. A log B chia C trừ 1. Chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ được B bằng mấy? A của anh là bằng trừ 3, B của anh là bằng bằng 2, và C của anh là cái ở dưới là bằng bằng 3. Vậy câu nào khẳng định nào sau đây là sai? Các bạn phải để ý cho kỹ danh, nhiều bạn đọc thiếu thì chọn ngay đáp án khác liền. Rồi chúng ta thấy câu A thử coi, A nhân B và C cộng 1. A nhân B là bằng trừ 6 đúng không? Trừ 6. C cộng 1, 3 cộng 1 là 4, hai cái này không bằng nhau, vậy đáp án của ta là câu A rồi các bạn. Đúng không? Đáp án của anh là câu A rồi. Ok chưa? Câu 15. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi thằng đường thẳng y bằng fx trục hoành và hai cái đường thẳng x bằng -1 và x bằng 2. X bằng -1 x bằng 2. Cái miền của chúng ta là cái miền này các bạn. Nó hỏi đặt A là tích phân chạy từ -1 đến 0, là A là cái phần bên này. A là cái phần bên này. B là cái phần bên này. B là cái phần bên này. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Diện tích chúng ta, chúng ta nhớ ha. Cái phần nằm bên dưới trục của x nó sẽ mang âm. Cho nên cái dấu mà trước tích phân nó sẽ là dấu âm. Phần nằm bên trên nó sẽ là dương. Được chưa? Tại vì thằng nằm trên trừ thằng nằm dưới mà, chúng ta nhớ công thức không? Diện tích không? Diện tích tổng quát của chúng ta là gì? Trị đối ha, tích phân chạy từ A tới B, trị đối của fx trừ gx. Đúng không? Và khi bỏ trị đối ra, thằng này á nó nằm trên thì nó dương, mà nằm dưới thì nó âm thôi. Vậy bây giờ nó nằm dưới nó âm, và chỗ này chắc chắn là trừ A này các bạn. Đúng không? Và chỗ này là cộng B. Vậy diện tích khi gom hai này lại phải là B trừ A. Vậy đáp án của chúng ta là câu A. Đúng không? Chứ không phải là B cộng A. Không phải là câu D các bạn ha. Cẩn thận dấu tích phân. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 16 các bạn. Câu 16 thì chúng ta sẽ làm phương pháp gì đây? Chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta sử dụng phương pháp từng phần. Từng phần. Để chúng ta tìm ra được cái tích phân này, chúng ta sắp xếp theo cái dạng đề cho là A log 2 cộng B log 3. Từ đó chúng ta tính P phở của chúng ta là bằng A cộng 4B. Đúng chưa? Dạng này chúng ta làm nhiều rồi trong cái ngày thứ hai các bạn ha. Chúng ta là U bằng log đúng không các bạn? U bằng log của x cộng 1. Và DV là cái còn lại. Vì chúng ta có cái công thức là nhắc log nhì đa tam lượng thứ mũ mà. DV cái còn lại nó sẽ là DX chia cho X bình phương. Vậy anh chia được cái gì đây? Anh chia được DU của anh là bằng nhiêu? DU của anh là bằng log U là U phải chia cho U. U phải chia cho U sẽ là 1 chia cho X cộng 1 DX. V của anh là cái nguyên hàm của thằng này. Nguyên hàm của 1 chia X bình là trừ 1 chia X. Đúng không? Vậy anh chia ra cái tích phân của anh sẽ bằng cái gì? UV trừ cho VDU là trừ 1 chia cho X nhân cho U là log của X cộng 1. Chúng ta lấy cận từ từ 1 cho đến 2 trừ cho VDU, mà hai cái này nhân lại anh lấy dấu cộng luôn. Vậy tích phân từ 1 tới 2 của 1 chia X nhân cho 1 chia X cộng 1 DX. Chúng ta thế cận này vô trước các bạn ha. Cái cận này thế 2 vô đây sẽ là bao nhiêu? Trừ 1 phần 2. 2 vô đây là 3, là log 3. Thế 1 vô đây là 1 cộng 2 là bằng 2. Sorry các bạn, 1 cộng 1 bằng 2. Và chúng ta có log 2 ha. Thế 1 vô đây là trừ log 2, đúng không? Trừ log 2 mà chúng ta có dấu tích phân là trừ cho trừ, đúng không? Và chúng ta lấy là thành cộng log 2. Cộng log 2. Đúng chưa? Còn cái nguyên hàm này chúng ta lấy dễ em các bạn.
Cái nguyên hàm này lấy ra ngoài nó sẽ là gì? À, nó sẽ là như thế này, cộng cho, chúng ta tách cái này ra là thành gì? 1 chia cho x trừ 1 chia x cộng 1. Đúng không? Đi. Bạn nào sợ thì bạn nhẩm lên. Nhẩm lên đây thì là x cộng 1 trừ cho x. À, quay về đúng y chang vậy. Vậy lấy nguyên hàm nó sẽ ra là log trị đối của x cộng cho, à chứ trừ với, sorry các bạn, trừ cho log trị đối của x cộng 1. Ha, vậy chúng ta lấy cận từ 1 đến 2. Đúng không? Vậy cái phần này anh viết lại là trừ 1 phần 2 log 3 cộng cho log 2 ha, cộng cho, trong này các bạn để ý bạn thế vào cho nó đúng ha, 2 thế vào đây là log 2, 2 thế vào đây là log 3, và anh có log 2 trừ log 3, 1 thế vào đây là log 1 bằng 0, đúng không? Chỗ này chúng ta có dấu trừ trước nè, 1 bằng 0, 1 thế vào đây là bao nhiêu? À, là 2, vậy là trừ log 2, mà chúng ta trừ cho trừ log 2, vậy ở đây là cộng log 2, đúng chưa? Và anh gom lại anh sẽ có nè, log 2 log 2 là 2 log 2 cộng cho log 2 nữa là 3 log 2, đúng chưa? Ở đây trừ log 3 mà chúng ta trừ cho 1 phần 2 log 3 nữa là ra trừ 3 phần 2 log 3, đúng cái dạng chưa các bạn? Và bây giờ theo cái dạng này chúng ta sẽ được a là bằng bao nhiêu? Bằng 3, b của chúng ta là bằng trừ 3 phần 2, và chúng ta tính cái b phở của chúng ta bằng a cộng 4b là 3 cộng cho 4 nhân cho trừ 3 phần 2. Vậy ở đây 2 với 4 chúng ta rút gọn đi còn 2, 2 nhân với trừ 3 là trừ 6, trừ 6 mà cộng 3, vậy anh được đáp án là trừ 3, đúng chưa? Vậy câu câu A là đáp án của anh, câu A. Nếu các bạn quen rồi thì các bạn làm nó nhanh lắm chứ không có khó các bạn ha. Câu 7 các bạn biết một nguyên hàm của cái hàm fx là f lớn x bằng nhiêu đây, khi đó giá trị của hàm số fx tại x bằng 3. Vậy cho cái f lớn mà muốn tìm cái f nhỏ thì chúng ta làm gì? Ta lấy cái fx ta đạo hàm đi. Vậy đạo hàm thằng này ra là cái gì các bạn? Đạo hàm nó ra sẽ là 2x cộng 4, đúng không? Chính là fx của bạn nè, f nhỏ nè. Đây là cái bài toán cơ bản mà ngày đầu tiên về tích phân chúng ta đã nói. Vậy nó tính f tại đâu? F tại 3, chúng ta thấy x bằng 3 vào đây. 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 4, vậy chúng ta được 10, đúng không các bạn? Câu B. Câu 18 các bạn. Cho hàm số fx thỏa mãn ha, f phẩy là bằng nhiêu đây và fx bằng nhiêu đây, mệnh đề nào sau đây là đúng? À, cho f phẩy muốn tìm fx chúng ta làm gì? Chúng ta nguyên hàm nó lên. Lấy nguyên hàm lên, 3 nguyên hàm lên sẽ ra 3x, đúng không? Và chúng ta có sin nguyên hàm lên sẽ là trừ cos, tại vì cos đạo hàm là trừ sin, mà dấu trừ với dấu trừ thì thành dấu cộng. Vậy chắc chắn là 3x cộng 5 lần cos x. 3x cộng 5 lần cos x, sẽ loại được câu C và chúng ta sẽ loại được câu B, đúng chưa? Bây giờ mục đích chúng ta còn lại là tìm cái hằng số C nó bằng bao nhiêu, thì đề cho cái điều kiện biên ở đây các bạn, đúng không? F0 bằng 7, F0 bằng 7, và anh thế vô, anh có 3x không cộng 5 cos x cộng C, và F0 bằng 7 tức là thế x bằng 0 vô đây, thế x bằng 0 vô đây bằng 0 này các bạn, thế x bằng 0 vô đây cos 0 bằng 1, vậy 5 cộng cộng với bao nhiêu bằng 7 các bạn, đúng không? 5 cộng bao nhiêu bằng 7 thì cộng 2 cái gì nữa. Phải đáp số của anh là câu A, đúng chưa? Câu số 19 nó cho chúng ta một cái tích phân xác định các bạn ha. Thì bài này các bạn cách làm thì các bạn cũng có thể làm tự luận được. Tuy nhiên ở đây chúng ta làm trắc nghiệm thì chúng ta phải tính toán cho nó nhanh. Thì bây giờ có thể sử dụng máy tính chúng ta bấm được các bạn ha. Tích phân từ từ 0 cho tới 1. Ở đây cái hàm của chúng ta là gì các bạn? Hàm của chúng ta là 1 chia cho x bình phương trừ x trừ 12, đúng không? À, các bạn bấm máy tính cũng được ha. Anh ra là trừ 0.0821 ha, vậy anh thử đáp án trừ 0.0821. Vậy câu B này, khi chúng ta thử đáp án anh thấy câu B này, 1 phần 7 log ne 3 của 9 chia cho 16. À, chính là câu B của chúng ta các bạn, đúng không? Câu B chính là đáp án của chúng ta. Và ta chọn ngay đáp án là câu B luôn. Còn nếu một bạn nào mà theo hướng tự luận các bạn làm để hiểu thì các bạn để ý là đây chúng ta thấy có nghiệm x bằng 3 trừ 3 và nghiệm x bằng 4. Vậy ở dưới chúng ta tách ra được là 1 chia cho x cộng 3 nhân cho x trừ 4. Và chúng ta tách cái hàm này ra,
sẽ là 1 chia cho x cộng 3 à, trừ 1 chia cho x trừ 4. Sau đó chúng ta sao các bạn, chúng ta nhân lên chúng ta coi nó còn dư bao nhiêu, chúng ta bỏ ra ngoài. Thì đây nó dư lên là trừ 7 đúng không, chúng ta bỏ ra ngoài là 1 chia trừ 7, như cách mà chúng ta đã học cách giải quyết bài toán tích phân ở trong cái những ngày trước, ngày 1, ngày 2, ngày 3. Các bạn phải để ý cho anh ha. Rồi còn vô trắc nghiệm thì chúng ta phải tận dụng cái cách chúng ta làm từng bài cho nó nhanh. Câu 20 các bạn cho một cái hình cầu, một cái cầu ứng dụng ha, đường kính chúng ta là 6 dm, 6 dm. À, người ta cắt hai phần bằng nhau, phía trên này nó bỏ cái chốt, ở dưới bỏ một cái chốt, hỏi thể tích cái hình cầu này còn lại là bao nhiêu để chứa được cái lưu đựng nước. Thì chúng ta hình dung như thế này, muốn tính thể tích của cái hình hình cầu mà bị cắt hai đầu này ra, thì các bạn để ý ha, hình phẳng khi mà anh cắt ra ở giữa thì có phải vậy không? Đây là trục OX của anh nè, đây là trục OY của anh nè, có phải nó cắt tại ngay đây là bằng 4 đúng không các bạn? Khoảng cách từ đây đến đây bằng 4 nè, 4 nè. Vậy có phải cái miền của anh là như thế này không? Đó, anh chỉ lấy một phần như đây thôi, anh tính tích phân cái miền này. Sau đó gì, anh xoay quanh trục nào các bạn? À, nếu mà anh xoay quanh trục của x á, thì anh phải chia thành hai miền, cho nên trong bài này anh sẽ xoay quanh trục của y thì nó dễ hơn, xoay quanh trục của y thì nó dễ hơn. Thì trục của y thì cái gi chỉ là cái hàm này thôi, gi chỉ là hàm này thôi, nó khác cái biến thôi các bạn, mà tích phân nó không phụ thuộc vào biến, cho nên cách làm các bạn không thay đổi đúng chưa? Khi anh quay quanh trục của y thì phải anh được như đây không, đúng không? Sau đó anh làm gì, anh lấy cái quả quay quanh trục của y này anh nhân hai lên, à là anh ra được cái nguyên cái lưu mà anh cần tìm thể tích đúng không? Vậy v của anh sẽ tính như thế nào, các bạn để ý ha. Vậy chúng ta phải biết cái phương trình của thằng này có dạng phương trình theo biến y là như thế nào. Vậy cái phương trình này chính là cái gì, cái biên của cái mặt cầu đó các bạn, khi mà cắt ra thì tiếp diện của nó đường tròn mà chúng ta có bán kính bằng 6. Vậy có phải cái phương trình chúng ta đường tròn lớn của chúng ta là x bình cộng y bình là bằng 6 bình là bằng 36 không các bạn, đúng không? Vậy anh muốn rút x theo y hay là y theo x? Anh đang tính gi, tức là anh phải rút rút x theo y đúng các bạn. Vậy anh rút x ra sẽ bằng là căn của 36 trừ cho y bình phương. Các bạn để ý cho anh ha, anh đang rút x theo y tại vì anh đang cần tính gi quay quanh trục của y. Vậy tích phân của anh à, v của anh sẽ bằng 2, 2 này là nhân 2 lên như anh nói này, b đúng không? Tích phân chạy từ A tới B, à, A là chạy từ đây này, vậy đây cái trục tọa độ của mình là bằng 0, chạy từ đây bằng mấy các bạn? À, cái khoảng cách này nó nói là 4 decimet, vậy chạy thứ 4, 0 thứ 4 của thằng GI bình phương lên đúng không? GI bình phương cái thằng này này đúng không? Đó, vậy bỏ lên bình phương lên nó sẽ mất cái căn là 36 trừ y bình phương và DI, chúng ta đang vi phân theo biến y đúng chưa? Vậy chúng ta bấm máy tính ta coi đáp án các bạn ha. Và bấm máy tính ta coi đáp án. Đến đây chúng ta bấm máy tính được rồi. Ok. Tích phân của anh là chạy từ 0 cho đến 4. Và anh bấm cái hàm bên trong này thôi các bạn ha. B chúng ta không bấm vô làm gì. 36 trừ y bình phương. Y hay x đều như nhau các bạn ha. Anh ra là 368 phần 3, 368 phần 3 nhân pi và nhân 2 này các bạn ha, nhân 2 thì mới ra được cái thể tích của chúng ta, vậy là 736 phần 3. À, đáp số của chúng ta là câu A. Nếu bạn nào không nhân 2 thì dễ chọn câu câu B lắm, đáp số của anh là câu A, được chưa? Hình dung chưa các bạn? Bạn bạn nào hiểu xoay quanh trục của x là sai ha. Rồi, ta bị xoay quanh trục của x chúng ta phải chia cái miền này ra ha, và cái hình của chúng ta là cái hình cầu, vậy chúng ta xoay trên trục y, trong trường hợp này chúng ta xoay trên trục y và cái miền nằm trên á, cái hình f nằm trên á, là cái gi này, chúng ta phải rút x theo y được chưa? Và tích phân của hàm y mà theo biến y vi phân di thì cũng y chang của hàm x mà theo biến x thôi, không thay đổi gì hết, cho nên cách tính nó không thay đổi. Câu 21 à, lại một trong cái tích phân xác định như thế này đúng không các bạn? Và nó hỏi khẳng định nào dưới đây là sai, thì cái này các bạn cũng có thể dùng tích phân để các bạn tính được ha. Thì ở đây các bạn phải bấm luôn cái tích phân này vô ha, nếu mà cho đề bài cho tích phân xác định như thế này thì khá là dễ rồi.
drop vô các bạn. Ở trong này là 2x căn của x bình trừ 1. Ok. Đáp số của chúng ta bấm ra là 3.46 đúng không các bạn? 3.46. Vậy chúng ta coi thử câu A là nó đúng hay nó sai. 2/3 căn 27 là có phải là 3.464 hay không? À, nó cũng là 3.46, vậy câu A chúng ta đúng các bạn ha. Câu A chúng ta đúng. Câu A đúng thì chắc chắn là gì? À, nguy cơ câu C sai rồi. Đúng không? Nguy cơ câu C chúng ta sai rồi, chúng ta chọn cho nó nhanh chứ không phải là chúng ta phải ngồi đi thế cận thay đổi biến cái này nó lâu các bạn ha. C nó nói là y lớn hơn 3 căn 3. Hồi nãy chúng ta là 3.464, vậy câu C chúng ta tính coi 3 căn 3 nó là nhiêu. À 5 nè. 5.196 nè các bạn. Hồi nãy chúng ta là 3.464 là nhỏ hơn này chứ sao mà lớn hơn này được. Đúng không? Vậy đáp án của anh là câu C. Cách mà bạn khỏi cần phải quan tâm đến câu D và câu B làm gì? Tại vì câu A với câu C này nó mâu thuẫn với nhau quá. Đúng không? Cách là đề chỗ này nó như vậy thì chúng ta có thể phát hiện nhanh. Rồi, tìm nguyên hàm của hàm này các bạn. À, nguyên hàm của hàm này là cos U. Cos U thì nguyên hàm sẽ là gì? 1/ A này nhân cái sin U. Thì sin của A cộng B thì chúng ta đạo hàm ra sẽ là cos của A cộng B nhân cho A. Vậy chúng ta lấy 1/ A sẽ là 1/ mấy? 1/ 2 ha. Sin của 2x trừ 1 cộng C. Vậy chúng ta đáp án là câu A. Cái này thiếu 1/ 2 này. Cái này dấu trừ là sai này. À, cái này dấu trừ nó là sai này. Câu 23 cho AB là hai cái số nguyên thỏa mãn tích phân này là bằng nhiêu đó, định hướng là cái khẳng định nào sau đây là đúng. Vậy chúng ta phải đi giải cái tích phân này ra. Đúng chưa? X mũ 3 mà nhân log x chạy từ 1 đến e. Vậy tích phân này chúng ta làm cái gì các bạn? Chúng ta phải từng phần, đúng chưa? Ở đây chúng ta phải từng phần. Rồi thì ở đây sẽ từng phần bài này. Ta đặt U là bằng gì các bạn? U là hàm log. DV là cái còn lại sẽ là bằng x mũ 3 đi. Đúng chưa? Ở đây anh có DV DU của anh là bằng DX chia X. Và V là cái nguyên hàm của này lên là thành là x mũ 4 chia 4 các bạn ha. Và anh thế vô tích phân của anh sẽ bằng là UV trừ VDU sẽ là x mũ 4 chia cho 4 nhân cho log x. Lấy cận từ đâu? Lấy cận từ 1 đến E. Trừ cho tích phân từ 1 đến E của VDU là hai này nhân lại các bạn. Nhân lại thì cái x này với cái x mũ 4 triệt tiêu, anh chỉ còn x mũ 3 chia cho 4 thôi. Để ý. Rồi vậy tiếp theo chúng ta lấy, chúng ta thế cận vô ha. Thế cận vô đây, E vô đây sẽ là E mũ 4 chia 4, log của E là bằng 1. Vậy là E mũ 4 chia cho 4. Thế 1 qua đây, log 1 bằng 0 cho nên ta không cần trừ nữa. Trừ cho cái nguyên hàm đằng này lấy lên sẽ là bao nhiêu các bạn? Nó sẽ là x mũ 4 chia 4 mà có 4 phía trước nữa, lại sẽ là 16 đúng không? Và chúng ta lấy cận từ 1 đến E. Đúng chưa các bạn? Rồi giờ anh ráp vô ha. Này là E mũ 4 chia 4 anh giữ lại này. Trừ nè. Trong này E mũ 4 vô sẽ là E mũ 4 chia cho 16 trừ cho 1 chia cho 16. Đúng không? Vậy chúng ta gom theo cái dạng trên này ha. Vậy ở trên này anh sẽ nhân cho mấy đi? Nhân cho 4 ở đây nè. Và anh nhân cho 4 dưới này nữa để cho nó về mẫu chung là 16 luôn. Và anh gom hai cái này lại, 4E mũ 4 mà trừ cho E mũ 4 là còn lại 3E mũ 4. Đúng không? Chia cho 16 ở dưới này là chắc cú rồi ha. Và ở đây trừ cho trừ thành cộng. Vậy ở đây là cộng 1. Đúng không? Giống cái form trên này chưa các bạn? Vậy ở đây trừ nên ta có A là bằng nhiêu? A bằng 4 nè. Và B của anh bằng nhiêu? Bằng 16. Vậy anh có đáp án nào là khẳng định đúng? A nhân B bằng 64 hay A nhân B bằng 46 hay là A trừ B bằng nhiêu đó? Ha. Chúng ta có 4 nhân với 14 và chúng ta được 64 các bạn ha. Vậy đáp án của chúng ta là câu C. Khẳng định đúng chúng ta là câu C. Rồi câu 24 các bạn. Câu 24 chúng ta làm nhanh nè. Dạng này là dạng chúng ta đã làm ở câu 2, câu 3 rồi. Nhưng mà đây là cái dạng tổng quát. Thì chúng ta đặt T là bằng gì? Bằng AX cộng B đúng không? Vậy anh suy ra DT của anh là bằng ADX. Đúng không? Vậy anh ráp trở lại cái thằng này á, thì có phải thằng này nó sẽ là nguyên hàm của FT DT không? DX anh thế bằng gì? Bằng DT chia A. Vậy là DT
Và phía trước này có một phần A. Mà FTDT cũng chính là FXDX, đúng không các bạn? FTDT cũng chính là FXDX. Vậy nó chính là một phần A tích phân nguyên hàm đó của FXDX, đúng không? À, nguyên hàm của FXDX thì để cho ở đây rồi là bằng FX cộng C. Vậy sẽ đáp số của chúng ta sẽ có một phần A phía trước ha, nhân cho FX cộng C, đúng chưa các bạn? Nhân cho F, mà khi chúng ta đổi qua FT ha, FT các bạn để ý ha, mà T chúng ta bằng AX cộng B ha, T chúng ta bằng AX cộng B. Và chỗ này sẽ là F của AX cộng B các bạn ha, khi tổng quát lên sẽ là AX cộng B. Phải chú ý chỗ này là chúng ta có một phần A phía trước các bạn này ha, phải đáp số của anh là câu D, được chưa? Ở đây chúng ta không có tính tích phân ha, ta tính nguyên hàm thôi. Và đến đây FT nó thấy ngược cái T này lại là bằng bằng gì? Bằng AX cộng B, để chúng ta tìm ra cái nguyên hàm. Và chú ý là do cái phép biến đổi đổi biến chúng ta có một phần A phía trước này, cho nên đáp án là câu D. Ok, let's go the last one, câu cuối cùng các bạn ha. Gọi Fx là một cái nguyên hàm, cái hàm này tính giá trị f bình phương tại A. Vậy đầu tiên ta phải tính nguyên hàm của này trước. Nguyên hàm của này các bạn làm phương pháp gì? Có căn log và chúng ta đổi biến các bạn ha. Đặt t là bằng gì các bạn? Nguyên hàm của này lên ha. T là bằng cái căn luôn, căn của log bình phương x cộng 1. Ở đây chúng ta giải nhiều chúng ta có kinh nghiệm rồi ha. Đặt t bằng cái căn luôn. Vậy t bình lên anh sẽ được gì đây? Log bình phương x cộng 1. Tiến hành dt và anh được là 2t dt đúng không? Thì anh sẽ bằng thằng này bỏ xuống là 2 lần log x nhân cho một chỉ x đúng không các bạn? À vậy là nó chỉ x nữa. D u mũ n bằng n nhân u mũ n trừ 1 nhân u phẩy đó các bạn, đúng không? Vậy anh thấy sao? Bên này có gì? À bên này có log x chia x dx này, đúng không? Vậy cái log x chia x dx anh thấy rằng thế bằng dt, tại vì cái số 2 với số 2 này triệt tiêu rồi. Vậy nguyên hàm mới của anh là sẽ bằng gì? Ha, sẽ bằng là nguyên hàm của thằng này là t nhân cho log x chia x chính là bằng t dt. T dt. Vậy bỏ ra nó sẽ là t mũ 3 chia 3 cộng cho c. Mà ở đây chúng ta có dạng f, nó cho f1, đây là f từ fx, cho nên các bạn phải đưa cái thằng này về fx trước. Vậy là log x tất cả mũ 3. À xin lỗi các bạn, ta đặt t bằng căn mà. Thế vô đây ha, nó sẽ là căn của log bình phương x cộng 1 tất cả mũ 3 chia cho 3, đúng chưa? Cộng c. Đó, ta đưa về cái dạng f như vậy. Rồi nó cho f1 là bằng 1 phần 3. Vậy ta thế vô đây ha, f tại 1 tức là log 1 bằng 0. Và chỗ này cộng căn bậc 3 của 1 là bằng 1, mũ 3 lên nó cũng bằng 1, căn bậc 2 của 1 bằng 1, mũ 3 lên cũng bằng 1. Vậy là anh có 1 phần 3 cộng cho C bằng 1 phần 3, đúng không? F1 bằng 1 phần 3 nè. Vậy C của anh bằng mấy? À C của anh bằng 0. C của anh bằng 0 thì cái nguyên hàm anh chỗ này không có gì hết. Vậy anh tính F tại tại A bình lên. Rồi F tại A là bao nhiêu? A thế vô đây là log này, B của A là bằng 1. Vậy 1 cộng 1 là bằng 1. Vậy trong này anh có căn 2, căn 2 tất cả mũ 3 chia cho 3. Sau đó anh làm gì nữa các bạn? Anh em đi bình phương lên, hai này bình phương lên, số 2 anh đưa xuống dưới, vậy là còn lại 2 mũ 3 chia cho 3 bình phương, đúng không? 2 mũ 3 chúng ta được bao nhiêu? À bằng 8 chia cho 3 bình phương là chúng ta được 9. Vậy đáp số của chúng ta là bao nhiêu các bạn? 8 phần 9 nữa các bạn. Câu A. Ok. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc cái đề chữa cái đề của trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu Nghệ An các bạn ha, để các bạn ôn lại kiến thức về tích phân trong chuỗi 6 ngày chữa mất cấp môn tích phân. Hy vọng là các bạn sẽ làm bài tốt, đối với những cái dạng đề như thế này nó không có khó, và các bạn củng cố được kiến thức để tiện chuẩn bị chúng ta qua những cái chuyên đề khác. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì các bạn nhớ like, share cũng như là đăng ký kênh YouTube để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ những video nào từ anh nhé.